Dạ khoảng tầm 6 giờ mấy 6 à. giờ bán đến mấy giờ về? 6 giờ mấy rồi, tại con đi học rồi mới đi. À, bán thì có bữa nào mà sớm nhất cũng cỡ 12 giờ. Khoảng 12 giờ về. Thì À. ý là em muốn tìm việc làm thêm là việc gì? Buổi chiều giống như là dọn dẹp rồi nói chung là dọn dẹp nhà cửa rửa đồ, nói chung là trong cái buổi chiều miễn Tức là sau là dạng như làm cái công việc tạp vụ văn phòng, dọn dẹp nhà cửa. dạ Và mỗi một buổi đấy chừng khoảng 200-300 ngàn gì đó đúng không? 200.000 nhiều quá mà À, thế khoảng bao nhiêu tiền thì được? nói chung em cũng không biết, thường em đi làm á thì các cô cho là nhiều thôi, giống như em làm ở một tiếng có nhiều lúc cô cho 100-200.000 luôn, À, có khi vậy, có khi tức em là làm giúp hai việc tiếng có nhà tiếng là dọn dẹp nhà cửa, lau dọn linh tinh đúng không? nha À, à. ok. Thì nếu mà nhận theo cái việc đó thì em nhận làm ở những chỗ nào? Những đâu? Ở xung quanh Sài Gòn mình gần gần À, thôi quanh anh, quanh Sài Gòn thôi. dạ, tại vì xa quá thì nhiều lúc đó mình làm có một buổi vậy rồi tới chiều về sao không kịp tới giờ đón con, nên là các cô chú nào thông cảm hiểu thì giống như là em làm thể dục trưa cho tới khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ được, dạ. Ok, còn các bé này thì mấy giờ đi học về? Dạ học tới 4 giờ 15 về À, rồi tức anh, là khoảng 4 giờ 15 còn về. bé nhỏ mà nếu không có gửi thì tới 5 giờ được. À, ok. Em cảm ơn Vâng. anh. Vậy là bây giờ nếu cô bác anh chị nào biết có một cái công việc mà dạng như làm thêm giúp việc nhà theo giờ đó thì có thể giới thiệu cho cô Hằng, thì hãy liên lạc với Tuấn Dương để Tuấn Dương sẽ giới thiệu rồi để cô có thêm cái thu nhập để nuôi các con nhé. Rồi, rồi cảm ơn em nhé. Rồi, xin chào. Đồ nó đúng đã ổn hết rồi, em không có phải lo lắng những cái chuyện đó nhiều nữa, thì em chỉ có bất hiếu với má em với những cái gì mà ba em gửi gắm lại cho em vậy thôi, chứ giờ em cũng không biết nói gì nữa. Rồi, chào anh Vận. À, chú bé lớn này, con gái lớn này, cho chú hỏi bây giờ chú giới thiệu một người cho má con chịu không? Sợ Không, không? mẹ con sợ sinh em bé lắm rồi. Sợ sinh em bé, bây giờ không sinh em bé nữa. Hả? Mà Em chỉ để chăm lo các con thôi, chịu không? này thích em bé nhưng mà con không thích người À, nhiều. để mà giống như hàng tuần chở các con đi chơi. Không Rồi đi chơi rồi chăm sóc các chịu con nữa mà, chứ. mấy năm rồi không cho đi chơi Tết, không cho À. gửi gì mua đồ à. Thôi ghé học về học cũng được lãnh tiền chứ bộ. Học lãnh tiền ở đâu? Ở đâu có lãnh tiền? Dạ học vẽ cũng được lãnh tiền tại vì thi các quận giùm thầy cô. À, thi cấp quận. Nhưng mà cuối cùng À, thi cấp quận. Đờ, ý là con học giỏi, con không muốn chú giới thiệu cho má người khác đúng không? dạ Không. Rồi, con bé thứ hai. Nào. Nào. Ý con sao? Giờ giới thiệu cho má con một người đàng hoàng tử tế. Chịu không? Dạ Sao không? không ha. Để người mới chở má con đi chơi chứ, để còn chăm sóc má con chứ có ai chăm sóc má con đâu. Hả? Không Sao con? Không muốn á? Bây giờ anh có ý kiến là như thế này này. Trong cái số tiền mà 10 triệu anh đang gọi là giữ dùm thôi nhá. Cái số tiền đấy thì anh nói là khi bé của một trong ba đứa con của em bệnh bất cứ thứ gì, em cứ liên lạc với anh. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là em nên xem xét là mua tìm hiểu để mua bảo hiểm hàng năm cho các con và em nữa, bảo hiểm theo hộ gia đình ấy là mua cho cả bốn người. Đó. Cái nữa là nếu được thì ví dụ như sau chừng một thời gian ngắn nữa bé này đi khám mà không có bệnh tình gì hoặc là bệnh tình nó khỏe mạnh, tức là ý nói là khỏi bệnh đi mà số tiền đấy còn dư, thì anh có đề nghị là một cái buổi nào đấy thì là sẽ dùng cái số tiền đấy để bảo cả bốn của mẹ con đi siêu thị mua sắm đồ đạc gì đấy chẳng hạn. Ví đấy ví dụ như là các bé này vào siêu thị tự con thích chọn cái đồ gì, giả sử ví dụ như là con có 500 ngàn hay 1 triệu để con tự mua, con thích cái gì con mua ở trong đấy. Bé lớn, bé nhỏ, bé út và mẹ. Đấy thì bé lớn đồng ý không?
Dạ, con không biết. Bây giờ con thích mua cái gì? Thích chimô. Thích gì con? Thích chimô. Chimô là gì? Chimô là một cái quả trứng có trái tim. Quả, à, quả trứng có trái tim. Cái quả, dạ. Quả trứng con tả quả trứng có trái tim đấy để làm cái gì? Dạ, ở trong có đồ chơi dễ thương. À, trong có đồ chơi, thế các con không có đồ chơi à? Đó, anh mới làm mấy chị, mấy cô cũng cho mấy cái đồ chơi nhiều. Hôm nay đem về quá trời đó, mấy quần áo đồ mấy chị mới cho thế đó. Con có thích mua đồ gì khác không? Dạ, không, con chỉ thích mua Eskimo. À, chỉ thích mua trứng Eskimo à? Chú thì không biết trứng đấy như nào cả. Còn bé thứ hai thích gì nào? Con thích đi siêu thị, con thích mua gì? Búp bê. Búp bê, thích gì nữa? Không thích. Chỉ thích búp bê thôi. Ê, không mua quần áo đẹp, không mua đồ ăn à? Với lại con cá đồ chơi. Con cá đồ chơi á? Con cá đồ chơi là cái gì? Em thích cá. À, nhưng mà con có hay đi siêu thị chơi không? Dạ không. Bao lâu rồi con chưa đi? Không nhớ. Không nhớ á? Tết gần tới rồi đó. Không mua đồ phải không? Thế gần Tết thì con có muốn mua đồ quần áo đẹp không? Có muốn mua quần áo gì? Mua quần áo hay mua đầm? Chị nghĩ chị đâu mua làm à, mua váy có đầm công chúa không? Trả lời cho chị không bằng. Rồi đưa chú. Đó thì để anh nói lại là số tiền này anh chỉ tạm giữ dùm em thôi, chứ không có, anh không có xài tới nhé. Đó, cái nữa đấy là thực sự ấy, anh cũng không muốn giữ cái số tiền này đâu, nhưng mà sở dĩ là cũng muốn là để tạo cái điều kiện tốt cho em, vì đôi khi không biết nói sao, nhưng mà nhiều khi cầm cái số tiền lớn rồi, nhiều khi mình run rủi rồi mình làm cái việc gì cũng không biết, đến lúc mình cần ấy thì nó lại không, mình lại không có. Đấy, chứ còn thực sự anh cầm tiền của người khác anh cũng cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì mình không có được tự xài, mà lỡ mình xài tới mà không có tiền đưa cho người ta cái là mang tội. Đấy, thì cứ thông anh nói thế để em biết. Thì em cứ bây giờ trước mắt là cứ đưa mai đưa bé đi tái khám đi, rồi có thể có thông tin gì thì em cứ nhắn qua cho anh biết. Đấy, rồi mình sẽ là em làm nào để mà hồi nãy con nói là mua cái bảo hiểm cho bé thì em nói sao, mua cái bảo hiểm cho cả gia đình với lại bốn cháu ấy, ba cháu ấy. Em nói đi. Dạ, em thì cái đó đây em hỏi, hồi nào giờ em chưa có sử dụng bảo hiểm vậy luôn anh. Bây giờ em hỏi các cô giáo ở trường ấy, là bây giờ muốn mua những bé này là mua bảo hiểm học sinh được, còn bé kia ví dụ mua theo mẹ có sổ hộ khẩu gia đình là mua nguyên cả đấy, có thể mua dưới quê hay gì đấy, là mua theo năm một năm. Ví dụ như một hộ gia đình trước anh cũng giúp một hộ gia đình là hình như là khoảng 2 triệu mấy ấy, là nguyên một năm là 3 hay 4 người đấy, thì mình mua nguyên một năm đúng không? 2 triệu mấy à? Thì em cứ hỏi đi rồi sẽ giúp em mua, thì mua cái số đó để nó như là cái phòng thờ. Mình mua nhưng mình không mong muốn mình sẽ sử dụng tới số tiền đó, mới tới cái bảo hiểm đó. Nhưng mà lỡ khi có bệnh thì bảo hiểm họ sẽ chi trả giúp mình, gọi là san sẻ giữa người giàu và người nghèo. Nói chung, quan điểm của anh là với cái số tiền ít nhất nhưng mà sẽ thỏa mãn được nhiều nhu cầu nhất của em, chứ không phải là mang một số tiền lớn. Ví dụ như nếu em không có bảo hiểm y tế, có khi em phải đóng cả 1 tỷ bạc, em không có tiền để đóng. Nhưng bây giờ em có cái bảo hiểm y tế đó thì em muốn mẹ con khi mà bị bệnh, mình chỉ bỏ ra có 700 ngàn, 800 ngàn một người thôi, nguyên một năm đấy. Mình coi như là mình cái phòng thờ cái không biết, thì mình chỉ bỏ ra ví dụ khoảng 3 triệu là bốn mẹ con có cái bảo hiểm y tế nguyên một năm. Thì nó vẫn hơn là lỡ mà bé này đi bệnh, có bệnh khám một cái dăm 3 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu cả tỷ bạc như chơi. Mà bốn người bệnh một lúc thì tiền đâu mà em lo, nên là phải nghĩ sâu xa và nghĩ dài cái chuyện đấy. Ở đây em không có hộ khẩu, mình nhưng mà em có KT3 đâu. Hoặc là KT3 thì ở đây mình có thể xin KT3 ở đây, sau đó liên lạc với bên phường ấy, mình cứ hỏi đi. Những cái này nó giúp cho bản thân mình mà, hỏi bên chỗ ủy ban ấy, là bây giờ muốn mua bảo hiểm theo hộ gia đình thì ra sao. Vì cái đấy là họ bán là bảo hiểm tự nguyện, nên là ai cũng có thể mua được, chỉ cần có giấy tờ là mình mua được thôi. Thì em làm như thế thì em yên tâm hơn, tức là sau này con cái bệnh thì em chỉ cần phải trả thêm những các cái chi phí ngoài bảo hiểm, ví dụ như là đóng tiền giường,
hoặc là các cái thuốc mà nó không có, hoặc là cái tiền ăn bên ngoài của mình thôi, thì mình nên làm như thế. Thì ý anh là với cái số tiền ít nhất nhưng mà anh có thể cái gì anh biết thì sẽ nói với em, bởi vì những cái mà em trải qua thì anh cũng biết rồi. Anh không có anh không phải anh gặp một trường hợp như em, mà anh gặp khoảng vài ngàn trường hợp rồi, nên những cái gì mà em suy nghĩ thì anh cũng biết. Và những cái mà trước anh cũng là cái người cũng rất là khó khăn chứ không phải sung sướng gì đâu. Những cái gì đấy cũng trải qua hết rồi, nên là em chỉ cảm thấy cái này không phải là anh Dương giúp, mà em là cái ngày anh đến đây đầu tiên á, anh luôn lúc nào của anh cũng nghĩ tới bệnh con em, nên là từ những cái đó em không có dám nói gì nhiều hết. Em chỉ có là cố gắng để mà nó tốt hơn trong cái cuộc sống. Mặc dù là những cái người giúp đỡ mình, người ta một khi người ta cho, người ta giúp rồi người ta không nghĩ tới, nhưng mà thí dụ một ngày nào đó người ta biết mình có cuộc sống tốt hơn, người ta rất mừng. Nên em cũng không biết là nói gì nhưng em chỉ biết cố gắng thôi. Cố gắng trước mắt đó là em sẽ cố gắng làm sao để cho mà cuộc sống má con, em không cần nhà cao quý rộng gì, chỉ ở trọ tới tháng đóng tiền được rồi con đi học, rồi chiều đi làm miễn sao con về có bữa cơm là em hạnh phúc rồi. Em chỉ cần nhiêu đó thôi. Em nói ngay, em nói nghiêm túc quá chứ giờ em không cần gì nữa chứ. Em chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Thì vấn đề mà quan trọng mình ấy, những cái ngày mà mình đi làm như này là mình phải suy nghĩ nữa này. Tức là làm ngày hôm nay mình sẽ phải tính ngày mai, ngày kia, ngày mốt. Đồng ý là ở thôi, đi làm có tiền trả xong, cái đấy đồng ý, không sao. Em nghĩ đấy cũng không sai, nhưng mình nên phải nghĩ tiếp nó dài ra. Ví dụ là làm như thế xong mình sẽ dư, mình tích lũy một cái số tiền nào đó, thì giờ mình sẽ tính làm cái gì cho nó phù hợp với cái khả năng của mình, rồi cái để lo cho cái tương lai về sau. Ví dụ bây giờ thì giả sử mỗi ngày em kiếm 200 ngàn là bốn mẹ con tạm đủ sống, nhưng mà đến lúc các bé nó lớn lên nó cần nhiều hơn thế nữa, nó ví dụ nó đi học cấp 3, nó đi học đại học, nó cần những cái cuộc khác, thì em sẽ dùng cái nguồn nào để em chi trả? À anh ơi, giờ chỉ mong cho con nó lớn, thì lúc lớn á, mình không có phải lo lắng nó ở nhà, có thể tự nhà được, mình có thể làm được nhiều việc này nọ. Còn bây giờ em nói thiệt luôn, không phải em than đâu, con nó nhỏ giờ đi làm dắt theo thì mình không nỡ, chứ bé này là dữ dằn lắm á. Còn mà để nhà thì cũng không yên tâm. Em nói thiệt luôn. Nên là thế mà giờ nói thiệt nó cũng đỡ, là đỡ cái bệnh giặt. Nó nhiều lúc nó bệnh giặt thôi là dưới em. Con ơi, con ngồi vậy cậu. Không được, cứ để bé nằm. Rồi nó bệnh giặt thôi, em nói là nó làm đi bác sĩ Dũng mà trưởng của cái gì đây nè, làm em sợ đi bệnh viện lắm, tại một lần đi một đứa bệnh làm dắt hết cả con đi luôn. Thì không người coi. Dạ. Nên là em đi tư là nhiều thôi. Chừng nào mà ở đó người ta nói ở đưa bệnh viện là em đi mới đi thôi. Chứ còn ngoài ra là em đi. Mà nói thiệt, em nói thật lòng luôn á, em nói thiệt tình với anh là em không có cái gì nó tài sản nó quý giá. Em nói thiệt. Giờ nói với anh thì kỳ quá. Tài sản mình là các con đây rồi. Em bán á, thì cái này là vô giá của em bán lúc anh Duy á, anh giúp đỡ em á, rồi cô chú giúp đỡ xe mà khi em bán không có vốn luôn á. Em đem giấy em cầm tới giờ còn cái giấy cầm đồ còn nguyên à. Có 1,5 triệu thôi mà tới giờ em không chuột được mấy tháng trời, từ hồi tháng 3 tới giờ. Chứng minh em á, với cái xe của bà cô cho em nói đây là nói thiệt, còn cô chú nào hiểu em sao hiểu. Em cầm 1,5 triệu tới nay cái giấy em vẫn còn nguyên giữ, em chưa có đi chuột nổi luôn. Tại vì làm á, nhiều lúc em ở chợ anh cứ nhiều lúc tới chợ em phải năn nỉ, tại một tay năm tay phải đóng thôi. Thì thấy hoàn cảnh mình cũng năn nỉ rồi, chị ơi gắng giúp đỡ em vậy á, là có cái làm dồn dồn rồi phải đóng xong có nhiều lúc không còn 1,000 trong người luôn. Cái này em nói thiệt tình chứ em không có nói dối đâu. Anh cũng từng trải qua cái đó rồi, nhưng mà bây giờ thế này này, cái cơ hội nó đến với mình, tức là các cô bác không thể giúp mình hoài được. Đó, không thể giúp mình hoài được, nên mình phải hiểu là giúp trong cái lúc ngặt để mình bình tâm, mình suy nghĩ, mình tìm ra cách làm thôi. Còn chứ người ta không ai giúp mình theo hoài để mà giúp mình hoài được, nên mình phải cố gắng phấn đấu. Và mình trước khi làm cái gì mình tính trước tính sau, nhiều khi sợ là em cũng lu bu quá thì em cũng không có nghĩ ra được cái gì nó sáng sủa, nhiều khi cứ làm theo cái bản năng thôi thì dẫn đến là nó không có hiệu quả. Đấy là anh nghĩ thế. Em giờ em chỉ thấy thì bán gì, mặc dù nó nắng đâu nó đi mệt lắm, đi có nhiều lúc em thấy anh muốn xỉu ngoài đường luôn á. Em nói thiệt luôn, anh có những cái nhân vật mà một ngày một cái em này nó bị khuyết tật
mà một ngày bán 500 tờ vé số. Nên là đối với bán vé số ấy, là cái cách bán như thế nào mình phải suy nghĩ lại, tại sao mình mời người ta không mua, tại sao mình mời người ta không mua mà tại sao mình mời mà người ta lại mua. Mình phải từ cái lời ăn tiếng nói và cái lúc mình đưa vé số cho họ. Anh nói ví dụ như anh đang ngồi ở vỉa hè, mình đang ăn tô phở, họ đến họ chìa vào mặt mình chẳng hạn, thì đương nhiên là mình không muốn mua rồi, vì tự dưng mình đang ăn mà người ta cứ chìa vào mặt thế thì mình đâu muốn mua. Nên là nói như thế nào, em không tin em cứ vào em coi, có cái em Quang mà bị liệt tứ chi đấy, một ngày bán 500 tờ vé số, 600 tờ vé số, đến cái chủ bán vé số người ta còn phải nói rằng là cái ông này ông ấy bán bằng 2, bằng 3 cái người bình thường, người có chân có tay đi. Nên em phải suy nghĩ thêm trong cái bán vé số làm thế nào để bán được. Thì mình cứ quan sát rồi mình mời, ví dụ mình mời 10 người, tại sao người này mua, tại sao người kia lại không mua. Đấy thì mình phải rút ra cái bài học, chứ không phải mình cứ chìa mặt người ta này, mua vé số cho em đi. Đó, thì mình làm thế không được. Mình làm thế chưa chắc người ta đã mua của mình phải suy nghĩ thêm. Và ví dụ như chào người ta nở một nụ cười chẳng hạn, thật là tươi đấy. Chứ nhìn mặt giống như mình cứ như là buồn, như là đưa đám ấy, xong đưa tờ vé số phụng phịu thì người ta đâu muốn mua. Nhưng mà nở một cái nụ cười, ví dụ khen cái anh ấy đẹp trai, khen cái chị kia xinh gái, sau đó chị ơi, chị xinh gái mua giúp em tờ vé số đi chẳng hạn, thì tự dưng họ cảm thấy tự dưng cô này có khen tôi này, tôi thấy cũng vui này, thôi mua ủng hộ cô một tờ đi. Chứ còn mình cứ khóc lóc rồi con em bệnh rồi, cháu em đau rồi, em thì đang không có tiền ăn, thì anh mua giúp vé số mình phụng phịu đi, thì đôi khi người ta không thông cảm với mình. Mà bán hàng cũng phải là cả một nghệ thuật đấy. Tại sao mà cái anh ấy vẫn nói lại, tại sao cái em Quang kia mà nó liệt tứ chi đàn ông mà một ngày bán 500 tờ vé số, hơn hẳn có khi bằng 4 hay 5 người bình thường đấy. Thì do là nó cứ con cảm ơn nó luôn đấy, rồi nó nói năng rất là lễ phép để cô bác anh chị người ta giúp đỡ đó. Thì em cũng trong cái vé số mình bây giờ em sẽ nghĩ gì về phát triển, đầu tiên mình bán được nhiều hơn, về sau có thể mình mở một cái đại lý nhỏ chẳng hạn, lấy lại người ta mình lời ít thôi, mình mở một cái đại lý nhỏ để mình làm nó nhẹ nhàng hơn. Anh nói ví dụ thế, mình phải suy nghĩ lên rồi làm những cái khác nữa ngoài cái giờ đó ra, ví dụ như ngoài thời gian chăm con cái ra thì mình làm thêm được cái gì chẳng hạn. Khó đấy chứ không phải dễ đâu, anh chỉ nói mồm thôi chứ anh không làm được đâu. Dạ thì anh chỉ dạy em cũng xin để mà rút kinh nghiệm rồi cố gắng, nhờ chú mến thì em chỉ cố gắng là gán làm gì bán nhiều hơn, ví dụ cũng cùng một ca đi bán, thay vì bán 200 tờ rồi bán 400 tờ. Em biết em nói thì cũng mong là anh Dương với các cô chú hiểu giùm thông cảm cho em. Có một cái gì nè, đi á, em mà cảm thấy em đi bán không phải em là lười biếng hay là gì hết, nhưng mà có nhiều lúc với sức khỏe của em mà em cảm thấy ấy là em phải còn gán làm sao để mà giờ chăm con nữa, chứ em không thể nằm. Em mà nằm thì các con nó không có ấy được, nên là em làm cái gì làm cũng phải, cho dù giờ cỡ nào nó cũng vậy, đau cỡ nào cũng vậy, mà con nó đi học về hay là tới giờ về là em phải chăm đó, chứ không có nằm được anh. Thì cứ sáng là bán mấy giờ? Dạ sáng em đưa con, có khi em tự đưa, có khi con tự đi học, là em đi bán luôn, bán cho nào hết là em đi về, có khi 12 mấy, 1 mấy, 2 mấy tùy anh. Rồi có khi bán xong rồi cái cô chú nào lúc trước còn biết em á thì kêu làm việc, mà giờ nói cũng đúng nói ngay thì cũng đi làm. Rồi cái nhiều lúc làm rồi công việc nó cũng, nhà cửa nó cũng có gì đó, mình làm tiếng hay tiếng cho em 200-300 ngàn đó. Đi phụ việc nhà đó. Dạ à, trước giờ em cũng làm mà kiểu như là thời gian rồi cái mình không có làm suốt, rồi con bệnh, nhất là bé này là từ lúc mà nó té gãy cái tay á là mấy tháng trời, là lúc đó bắt đầu em xuống luôn, nó cứ ngày âm vô mấy tháng trời vậy luôn. Thôi thì thấy cứ vui vẻ lên, đừng có không anh quan quá. Em mà chỉ cần là giờ con em nó khỏe, em có việc làm, không còn biết làm cái gì hết á, mà mình có việc em làm là em vui à, chứ em không có gì á. Nhiều lúc á, việc làm mình đi xin nó mới nhận mình, thấy mình cái hỏi tới con mình cái người ta không nhận. Tại vì nói chung em nhỏ, em không có buồn, nhưng mà cũng đúng giống như anh vậy, muốn một người mà
nhiều lúc con nay nó ốm hay ốm đâu ai muốn ốm giặt thôi, rồi những cái ví dụ như cái công việc em đang làm vậy đi, con em ốm giờ em nghĩ ai thế vô, em cũng hiểu như vậy nên nó bế tắc đó. Thì thấy bán gì thì thôi, nó cũng dễ cho mình rồi có thu nhập, vậy là trước mắt em cứ cố gắng vậy rồi từ từ. Rồi. Vậy em cũng xin là thật là hết lòng em cảm ơn anh Dương để mà các cô chú biết đến để mà giúp đỡ cho má con em qua thêm một lần này nữa. Thì em cũng không biết nói gì hết, em chỉ là xin cảm ơn với em, hứa là em sẽ cố gắng nhiều hơn. Cứ vui vẻ lên, về tập cười đi, tập gương ngày cười khoảng 10 lần thôi. Trời ơi. Cười trông cho nó duyên dáng, nó xinh đẹp, chứ mặt cứ thiểu não rồi buồn rầu lắm. Em thấy mặt em cũng tươi mà anh. Em buồn là lúc nào cũng đóng cửa phòng đó. Cầm bước cửa phòng ra làm tươi đó. Sống này chết mai mình không thể biết trước được, kệ nó, cứ vui vẻ lạc quan, cứ phải cười ha. Còn mình đâu phải mình cứ sâu não chi. Dạ anh, em xin cảm ơn anh Dương nhiều ạ. Rồi thôi, em chào cả nhà nhá, chào các con nhá, để các con mai còn đi học. Rồi thôi không cả, rồi thôi, rồi chào các con nhá. Rồi.